Xin chào, xin chào các anh chị Ở Bài học trước thì tôi đã nói về các KPI để mình có thể đo lường và đánh giá là mình đã có thương hiệu cá nhân hay chưa Ở các mức độ khác nhau Thì trong bài học này thì tôi sẽ nói sâu hơn một chút nữa Về cái việc là nếu bây giờ chúng ta là người bán hàng online Là một người phụ nữ bán hàng online, là một người đàn ông bán hàng online Là một người phụ nữ đã có gia đình bán hàng online Và một người phụ nữ mà chưa có gia đình bán hàng online Thì chúng ta phải xây dựng thương hiệu cá nhân như nào Thì theo tôi, bước đầu tiên là chúng ta phải xác định là chúng ta bán cái gì khách hàng của chúng ta là ai? Thế thì khi mà chúng ta xây dựng thương hiệu cá nhân ấy là chúng ta phải dựa trên các sản phẩm mà chúng ta đang bán và dựa trên các cái tập khách hàng của chúng ta đang bán. Tôi lấy ví dụ như này, nếu như bây giờ bạn có một hệ thống các siêu thị đồ mẹ bé, à, tôi có một cái bạn khách hàng là nữ, bạn ấy có một cái hệ thống bốn cái cửa hàng bán đồ mẹ bé. Thế thì cái việc xây dựng thương hiệu cá nhân với bạn ấy lúc này tôi đánh giá một là bạn ấy phải trở thành chuyên gia về mẹ và bé, hai là bạn ấy phải trở thành một CEO À, thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Thứ ba, bạn ấy phải à, trở thành một người mẹ, một người vợ rất là hoàn hảo trong mắt của những khách hàng của mình và kết hợp cả ba cái yếu tố đấy thì à, sẽ trở thành một CEO mà rất là giỏi giang về đồ mẹ bé và một người phụ nữ rất là hạnh phúc bên gia đình của mình. À, thì với một cái hình tượng như vậy, giả sử rằng chúng ta xây dựng thành công, thì các khách hàng mà mua sản phẩm của cửa hàng đó họ sẽ rất yêu quý ceo và khi ceo nói một điều đăng một cái bài rất có thể họ sẽ bán được rất nhiều hàng chứ không đơn thuần là mình là một người bán hàng đơn thuần mà mình phải trở thành một cái chuyên gia mình phải trở thành một cái hình mẫu mình phải trở thành một cái sự khát khao đến với những người khác thành công về mặt học vấn thành công về mặt con cái thành công về mặt gia đình thành công về mặt tiền bạc thành công về mặt công việc đấy thì thông thường thì người ta sẽ theo đuổi những cái hình tượng mang tính chất thành công mà người ta cảm thấy khó khăn khi mà người ta làm được cái điều đó thì nó mới khó chứ còn nếu mà dễ thì lại 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 không 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 cần phải làm đúng không thế thì làm sao để xây dựng thương hiệu thì bước đầu tiên là chúng ta xác định như vậy bước thứ hai là chúng ta cũng bắt đầu là lựa chọn cái thương hiệu cho chúng ta đấy và à, chúng ta xây dựng cái hình ảnh như vậy như vậy và bước số ba là chúng ta phải áp dụng cái công thức mà tôi gọi nó là cái công thức là 60 phút. À, cái công thức 60 phút để để giúp cho à, các cái chủ shop, các những người bán hàng online à, những người kinh doanh à, rồi khởi nghiệp ở trên mạng có thể bán được hàng. À, thông thường thì à, các bạn thường hay than phiền về việc là tại sao em đăng bài không hiệu quả. Em đăng bài không có người xem, em đăng bài không có người mua, à, rồi thì không có ai theo dõi em, không có ai kết bạn với em, em đi kết bạn người ta cũng từ chối. Bây giờ chúng ta đều bị phun bạn bè đúng không năm nghìn đều năm nghìn hết cả rồi full bạn bè thế thì làm nào đấy thì vấn đề nó nằm ở cái chỗ 60 phút này này cái công thức 60 phút tức là như này là mỗi một ngày bạn hãy dành ra 60 phút để suy nghĩ để lựa chọn để đọc báo chí và và để viết cho mình một đến hai bài viết thật là chất lượng về cái lĩnh vực mà bạn đang kinh doanh có thể đó là về sản phẩm về trải nghiệm sản phẩm trải nghiệm dịch vụ có thể nó là về khách hàng đó có thể nó là về thị trường về các sự kiện nóng và bạn bày tỏ các quan điểm của mình bạn hãy suy nghĩ thật kỹ về các chủ đề bạn hãy suy nghĩ thật kỹ về khách hàng bạn hãy suy nghĩ về tác động của một cái bài viết đến như vậy cái bài viết đấy nó phải thật hấp dẫn hay có khả năng minh chứng có khả năng thuyết phục có khả năng chuyển đổi có khả năng tạo ra cảm xúc cho người khác chứ không phải là các bạn bây giờ là cứ lướt 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 Facebook copy paste copy paste À lên Facebook lấy ảnh copy paste copy paste thì làm sao chúng ta xây dựng được thương hiệu đúng không ạ? chúng ta phải suy nghĩ, chúng ta copy, chúng ta edit lại, chúng ta sưu tầm biên tập và chúng ta sáng tạo lại trên những cái nội dung như vậy. Và như vậy chúng ta hoàn toàn có thể bắt được những cái trend xu hướng rất là tốt và cái lực theo dõi, bạn bè của chúng ta sẽ tăng lên. Và với cái 60 phút này chúng ta sẽ suy nghĩ về chúng ta viết một đến hai bài viết. Các bạn có máy tính thì các bạn viết gạch trên máy tính như này và nếu không thì các bạn sử dụng điện thoại bằng cách là các bạn nhắn tin hoặc là các bạn nhớ rằng trong điện thoại nó có một cái tính năng là voice to text tức là các bạn nói vào đấy thì nó sẽ đánh ra cho bạn. Nó có tính năng đấy đấy. Trên iPhone nó có tính năng voice to text ở cái nút micro ở ngay cái chỗ bàn phím ấy. Thì các bạn để điện thoại như này các bạn nói thì nó sẽ chạy ra. Rất là hay, mình không cần phải soạn thảo nó rất là lâu thì mình nói như thế nó rất là nhanh. Thì mình sẽ đánh vào đấy một cái văn bản có thể là 500 từ hay 1.000 từ tùy chúng ta Hoặc dài hơn nữa Những cái gọi là big content, tức là những cái nội dung dài Nội dung hay, sâu, sắc thì bây giờ người ta rất là thích Thì chúng ta hãy chú ý đến điều đấy Chúng ta phải uh, xây dựng thương hiệu cá nhân bằng cách là mỗi một ngày chúng ta phải bỏ ra một giờ Đọc, nghiên cứu và viết, viết xong thì đăng Đăng xong thì tương tác Đăng trên Facebook cá nhân trên tường của mình Đăng trên group của người khác đúng không ạ vào tường của nhà người khác comment trao đổi tương tác qua lại chúng ta dành ra một giờ hai giờ thậm chí nhiều hơn nữa nếu như mà chúng ta có nhiều thời gian nhưng mà tôi nghĩ rằng là cần ít nhất một giờ một giờ nghiêm túc lao động hăng say cật lực chứ không phải là chúng ta hời hợt bởi vì tất cả những người mà hời hợt với công việc của chính mình hời hợt với suy nghĩ hời hợt trong cái cách chăm sóc hàng đều à, khiến cho cái việc là thị trường sẽ, sẽ sẽ quay lưng với bạn, khách hàng sẽ quay lưng với bạn, đúng không ạ? Đấy. Và chúng ta cần phải đăng bài Cần phải tuân thủ nghiêm ngặt Cái kỷ luật về đăng bài Rồi thì tuân thủ nghiêm ngặt Về cái tần suất Số lượng, chất lượng Chúng ta không được dễ dãi Có khi chúng ta viết một bài thật là chất Có khi là chúng ta có thể Có hàng trăm khách hàng và chúng ta bắt đầu Có những cơ hội kinh doanh tốt Còn hơn là chúng ta viết hàng trăm bài Mà chẳng ai quan tâm, chẳng ai đọc Đấy, thì chúng ta suy nghĩ Đấy chính là cái cách mà chúng ta xây dựng thương hiệu cá nhân 60 phút tức là như nào tức là chúng ta dành thời gian chúng ta viết hoặc là nửa đêm chúng ta đang ngủ chúng ta suy nghĩ đến điều gì đó chúng ta bật dậy chúng ta viết và chúng ta lưu nó lại trong cái phần note trên điện thoại nó có cái phần note mình lưu nó lại xong nó đến giờ mình copy paste copy paste bởi vì ví dụ như là đợi 90 giờ hãy đăng giờ đấy nó đông hoặc là chiều ba bốn giờ mới đăng hoặc là tối tầm 9 giờ tối 8 giờ 30 9 giờ tối bắt đầu đăng thì cái giờ đấy là người ta online nhiều nó sẽ đông mình sẽ bắt đầu À, rất là thú vị, nó có rất nhiều tương tác, đúng không? À, và đăng trên nhiều nền tảng, Facebook có bài riêng, web có bài riêng, YouTube có bài riêng. chứ đừng có 3 tháng không có đăng YouTube, đúng không? À, và chúng ta hàng tuần chúng ta phải có KPI đăng YouTube, hàng ngày phải có KPI đăng Facebook, hàng ngày phải có đăng Zalo. chúng ta vạch ra KPI à, hàng ngày như thế nào, số lượng bao nhiêu, tần suất như nào, chúng ta đạt được điều đó giống như trong cái phần KPI. vậy à, là phụ nữ chúng ta có làm được không chúng ta làm tốt à, chúng ta suy nghĩ về sự khác biệt chúng ta suy nghĩ về content chúng ta suy nghĩ về khách hàng chúng ta sẽ tạo ra được những cái nội dung rất là hấp dẫn sâu sắc để kích thích mua hàng và chúng ta dành ra 60 phút để chúng ta làm những cái nội dung nó một cách chất lượng đấy là cái ý của tôi trong cái bài này và nếu các bạn làm đúng như tôi nói mỗi ngày các bạn dành ra 60 phút hoặc nhiều hơn nữa càng tốt các bạn sẽ chắc chắn sau 6 tháng đến một năm các bạn sẽ có uy tín có thương hiệu có sự nổi tiếng trên thị trường chắc chắn là như vậy còn nhanh hơn thì càng tốt bởi vì thực ra có rất nhiều cách để làm thí à, dụ như là bà tưng người ta vào đến một cái trường hợp mà xây dựng thương hiệu rất là nhanh bằng những cái hình thức sốc à hay lệ rơi hay là candy sang đấy là những cái hình thức rất là nhanh nhưng mà sau đó thì nó cũng hoa chóng nở thì cũng sẽ chóng tàn. làm bằng scandal thì hết scandal là người ta cũng sẽ không quan tâm thậm chí người ta ghét người ta ác cảm thế thì mình làm bằng những cái hình thức mà chất lượng uy tín rồi thì sự tử tế sự tận tâm vân vân thì nó hơi lâu một chút nhưng mà dần dần nó sẽ tốt à, bất kể cái cái cách làm nào là nó cũng đều có ưu và nhược điểm rồi thế tôi thì vẫn khuyến khích Các anh chị mà làm thứ nhất là lành mạnh sạch sẽ uy tín nghiêm túc hợp với xu thế và đặc biệt là pháp luật không vi phạm pháp luật không vi phạm thuần mong, thuần phong mỹ thuật nha đấy là cái lời khuyên của tôi xin chào xin gặp lại anh chị và các bạn trong video bài tiếp theo xin cảm ơn 拜拜。Bye bye.